Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn thật không nào mọi người? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Ngày hôm nay thì rất là bất ngờ khi mình nhận được một cái tin nhắn từ Messenger của một người tự xưng là hacker. Thằng Sĩ Kẹo chơi game ngu như chó, còn làm video xàm. Mai mày còn đăng video tao hack app Free Fire của mày, coi chừng tao nha. Thằng hay giả làm xe ôm, làm video để câu view. Thật sự thì mình không biết là bạn nghe được thông tin ở đâu, đó là mình giả làm xe ôm, mình chạy xe ôm để mình kiếm thêm tiền mình nạp vào game. Đơn giản là hiện tại thì cái công việc của mình đó là làm YouTube, thì doanh thu nó rất là thấp, chỉ đủ để cho mình trang trải cái cuộc sống, tức là ăn uống, nhu cầu sinh hoạt bình thường thôi anh em ạ. Sau khi nhận được tin nhắn này thì mình có vào trong game mình kiểm tra, thì mình thấy rằng là tài khoản của mình đây hiện tại thì đã bị xóa hết tất cả những cái bộ trang phục rồi anh em ơi. Không còn bộ trang phục nào cả, cũng như là skin súng thì cũng như vậy luôn anh em ơi. Cái tài khoản tâm huyết của mình, bao nhiêu công sức mình nạp tiền vào trong game anh em ạ, rồi là bây giờ nó chỉ là một cái tài khoản mà trong đấy nó không có bất cứ một cái bộ trang phục nào cả anh em ơi. Trong tài khoản của mình hiện tại thì không có skin súng nào cả. Thật sự là mình rất là buồn luôn. Mình không biết là lý do tại sao mà cái bạn hacker kia thì bạn ấy lại ghét mình, và bạn ấy lại phá tài khoản của mình như vậy anh em ơi. Thật sự thì cái lúc mà mình vào tài khoản ngày hôm nay đây để mình làm video cho mọi người coi đây, thì thấy rằng là tất cả bộ trang phục đã bị xóa sạch luôn anh em ơi. Tất cả skin súng là không còn một skin nào luôn đây. Thì mọi người có thể thấy là hiện tại thì mình đang chơi cái con nhân vật đó là nhân vật Adam luôn anh em ơi. Và trên người mình thì không có bất cứ một cái skin súng nào cả, không có bộ trang phục nào cả thôi anh em ơi. Bộ trang phục mà mình đang mặc trong game đây chính là cái bộ trang phục mặc định. Mà anh em chơi game thì bạn nào vào chơi game thì cũng đều có cái bộ trang phục này luôn. Vào cái khoảng thời gian một tuần trước thì mình rất là chán nản luôn anh em ơi. Đơn giản là trong cái lúc ấy thì bị YouTube tắt kiếm tiền anh em ơi. Là mọi người xem video thì cũng không đông nữa. Thế là mình đã bắt đầu ra ngoài mình chạy xe ôm để mình kiếm thêm thu nhập anh em ạ. Để mình có thêm tiền mình nạp vào game, cũng như là có thêm được những cái đồng tiền giúp cho mình có tiền ăn uống này, có tiền chi tiêu nhà ở này mọi người này. Đấy, để có thể làm video cho mọi người coi. Thì từ lúc đấy là có một cái tên khác, mọi người có thể gọi cho mình đó là anh xe ôm Sĩ Kẹo. Và mình không hiểu sao thì có thể như là cái bạn hacker đấy, bạn ghét mình chạy xe ôm hay là như nào đấy. Thực sự là khi mình làm YouTube này thì mình làm video cho mọi người xem, mình không bao giờ kiểu như là gây gổ với bất cứ một ai cả. Lý do mà Kẹo làm video thì đơn giản chỉ là muốn chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm chơi game, rồi là mình có một cái niềm đam mê rất là lớn với cái game Free Fire này anh em ạ. Nên là mình làm video mỗi ngày để mình chơi game anh em ơi. Để mình tâm sự với anh em về những cái câu chuyện trong game này, tâm sự với anh em về những cái câu chuyện trong cuộc sống mọi người ơi. Vâng, phải nói là hôm nay thì mình thật sự mình buồn luôn anh em ơi. Khi mình vào trong game và mình thấy rằng là không còn bất cứ skin súng nào cả, không còn bất cứ cái bộ trang phục nào cả. Mình đã nạp rất là nhiều tiền vào game rồi anh em ơi. Ngày trước thì khi mà Kẹo làm YouTube còn có nhiều lượt xem thì còn có tiền để mà nạp vào trong game anh em. Còn bây giờ thì khi mà cái app này nó không còn skin súng anh em ấy, nó không còn bộ trang phục nào cả, thì hiện tại thì cái app của mình nó chỉ là một cái app rất là cùi mà thôi anh em ấy. Còn chưa bằng app của anh em nữa. Chẳng qua là đây có được một cái cấp level nó cao hơn thôi anh em ấy. Kẹo đã chơi Free Fire được hơn 2 năm rồi, và làm YouTube thì cũng gần 2 năm anh em ơi. Mà chưa bao giờ mình nhận được một cái tin nhắn từ hacker thế này anh em ơi. Và bị hack tài khoản, hack mất hết sạch trang phục luôn anh em ơi, hack mất hết sạch skin súng luôn, không còn gì cả anh em ơi. Mà anh em biết rồi đấy anh em, tức là làm YouTuber mà anh em, lúc nào cũng phải có trang phục xịn nhất này, lúc nào cũng phải có nhiều skin súng này, nhiều skin súng xịn này mọi người này. Mà nếu như là bây giờ thì cái app Free Fire của Kẹo này nó không còn gì cả nữa, cũng như là mình còn không có tiền nạp vào trong game nữa cơ anh em cơ. Thì liệu rằng là mọi người có còn xem video của Kẹo như hiện tại không? Hay là bình thường đã ít người xem rồi lại còn ít người xem hơn nữa? Nếu như mà anh em yêu quý Kẹo thì các bạn like, các bạn chia sẻ cho video này nha anh em ơi. Để nếu như mà Kẹo có được nhiều view thì tất nhiên là tiền lương YouTube trả cho mình thì cũng nhiều hơn một chút. Và từ đó thì mình cũng có tiền mình nạp vào trong game anh em ơi. Nạp vào trong game để cho cái app của mình nó trở nên xịn hơn này. Có tiền mua skin súng này, có tiền mua trang phục này, để cho mọi người còn được xem những cái video nó hay hơn này. Chứ hiện tại thì cái đồ mình mặc trong game đây, nó chẳng khác gì một con bot cả anh em ơi. Biết rằng là trong cái Free Fire thì đâu phải là cứ phải cần có skin súng xịn đâu, đâu phải là cứ phải có trang phục đẹp đâu. Nhưng mà những cái đối tượng người xem bên YouTube anh em ấy, anh em rất là quan tâm đến những cái bộ trang phục mới này, rất là quan tâm đến những cái skin súng xịn này, skin súng hiếm này mọi người này. Và nếu như mà Kẹo không có nữa thì thật sự là để mà kéo được cái lượng người xem, giữ được lượng người xem ổn định cũng là một điều khó khăn đối với mình vào lúc này anh em ơi. Nếu như mà anh em yêu quý mình thì anh em nhớ like và chia sẻ cho video nhé. Kẹo không biết nói gì cả, chỉ biết là cảm ơn anh em rất là nhiều thôi, vì các bạn đã theo dõi ủng hộ cho mình này. Và mình biết rằng là lúc nào thì cũng như vậy, luôn luôn có những fan cứng, luôn luôn có những người âm thầm theo dõi trên kênh Sĩ Kẹo. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn vì những lượt xem này. Thật sự thì anh em không cần làm gì cả đâu. Các bạn chỉ cần xem video, các bạn like, các bạn chia sẻ, ủng hộ cho mình là được rồi nhá. Phải nói là cực kỳ là buồn luôn. Mình nói với anh em thế này nhá, tức là một cái app mà anh em chăm chỉ anh em cày này, xong là anh em mua trang phục này, anh em mua skin súng này. Không phải là skin súng nào thì cũng có thể mua được, mà hầu như là anh em sẽ phải mở hộp súng này anh em này, rồi là quay trong vòng quay kim cương nữa, tốn rất là nhiều tiền. Và nếu như mà để bán những cái app đó thì anh em còn không nỡ bán cơ, tức là các bạn không bao giờ bán cái app đó. Và cái app của Kẹo thì cũng là như vậy anh em ơi. Một cái app gắn bó với mình hơn 2 năm và mỗi ngày thì mình dành hơn 3 tiếng để chơi game. Thật sự là bây giờ cái app này nó chỉ là một cái app rất là cùi anh em ấy, không có gì cả luôn. Mình thì hiện tại đã gửi thông tin bảo mật đến cho bên Garena để xem là bên Garena khắc phục xem là có được hay không anh em ấy. Hacker thì đã phá cái app của mình như vậy, thật sự là mình cực kỳ là mình buồn luôn anh em ấy. Trang phục bây giờ không có để làm video cho anh em xem này, skin súng không có này. Anh em vẫn hay nói với Kẹo rằng là skin súng nó không quan trọng cho làm đâu anh ơi. Nhưng mà thật sự rằng là hiện tại thì đối với cái Free Fire, anh em nếu như có skin súng ngon các bạn sẽ có lợi hơn. Mà hầu như là anh em chơi game Free Fire anh em ít nhất là cũng có một vài skin súng. Skin súng tăng sát thương này, đấy, skin súng tăng tốc bắn này. Còn Kẹo thì bây giờ tiền không có để mà nạp vào game cơ anh em cơ. Ngay cả là tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày thì nó cũng rất là hạn chế anh em ơi. Cái công việc mình vừa chạy xe ôm, mình vừa làm YouTube này thật sự là chỉ đủ ăn thôi anh em. Còn nếu như mà bảo là dư giả nạp game thì lâu lâu chắc là vẫn có. Thôi thì mọi người cố gắng xem video trong khoảng thời gian này của Kẹo. Đó là hiện tại thì những video của mình đăng lên tới đây là sẽ không có trang phục anh em ạ. Rồi là cũng sẽ không có skin súng xịn này, không có skin súng hiếm này. Biết rằng là anh em rất là mong chờ mỗi ngày là Kẹo đăng video cho mọi người. Mình là đến hôm nay mình thật sự là mình rất là nản, mình rất là buồn luôn anh em ơi. Nhưng mà không sao, mình vẫn cố gắng. Đây, hôm nay thì trong cái trận game này thì Kẹo chơi game đây, không có trang phục đây, không có skin súng đây anh em ơi. Hiện tại thì đã hạ gục được 8 mạng rồi. Skin súng đối với mình thì nó không quan trọng cho lắm anh em ơi. Nhưng mà đối với anh em thì sao nhỉ? Các bạn có muốn xem một cái thằng kiểu như là mặc một cái bộ trang phục như con bot chơi game không hả anh em? Đây, hiện tại đây, mình mặc cái bộ trang phục đây, không che mũ đây, không che giáp đây. Và thật sự là trông rất là cùi luôn anh em. Bình thường thì mình đang nhiều skin súng đây, mình đang nhiều trang phục đây. Mình vẫn hay khoe với anh em rằng là các bạn hay hỏi mình là: anh ơi, tại sao mà ác của anh nhiều trang phục thế này? Rồi là ác của anh, ui, kéo mãi chưa hết trang phục, nhiều skin súng ngon thế. Thì mình cũng tích góp theo thời gian mọi người ạ. Tức là mỗi tháng bỏ ra một ít để nạp game anh em ấy. Nạp game để mua skin súng này, để mua trang phục này, để có được những cái bộ trang phục đẹp, có những cái skin súng xịn, skin súng hiếm để làm video cho mọi người xem thôi. Mong rằng là mọi người sẽ xem và ủng hộ Kẹo nhiều hơn thôi. Nhưng mà bây giờ đây, mặc đồ chẳng khác gì một con bot cả anh em ạ. Hôm nay là mình vào game, mình hơi nản, mình chán anh em ạ. Và mình còn không muốn chơi game nữa cơ. Nhưng nghĩ đến những người đang luôn chờ đợi hàng ngày Kẹo đăng video lên để mọi người vào xem đây, những fan cứng của Kẹo mong rằng là mình sẽ ra video hàng ngày, thì cái động lực đó đã giúp mình vẫn vào, mình chơi game như bình thường cả. Mình bỏ qua, mình mặc kệ luôn. Kể cả là không có trang phục, kể cả là không có skin súng, thì Kẹo vẫn vô tư, tự nhiên và chơi game bình thường luôn anh em ơi. Kẹo thì Kẹo chẳng bao giờ kiểu như là mình không nghĩ rằng là tự nhiên hôm nay kiểu tài khoản của mình bị hack anh em ạ. Tài khoản của mình bị hack, không còn skin súng, không còn cái bộ trang phục nào cả. Kiểu mình rất là bất ngờ luôn. Xong là mình buồn nữa anh em. Mình báo cáo đến nhà phát triển game rồi, báo cáo đến bộ phận hỗ trợ rồi anh em ơi. Tại sao lại có cái trường hợp thế này? Nhưng mà hiện tại thì app của mình đây, mọi người có thể thấy là bây giờ không có trang phục này, không có skin súng này. Mình vào game, thật sự là mình buồn anh em ạ. Mình buồn rất là nhiều luôn. Và cái bạn hacker kia, nếu như bạn xem được video này của mình, bạn hãy nghe những điều mình nói đây. Mình đang rất là khó khăn. Hiện tại thì YouTube ít người xem anh em ạ. Tiền kiếm được từ YouTube chẳng đáng bao nhiêu cả. Với lại thì mình đang phải chạy thêm xe ôm, kiếm thêm thu nhập để kiếm tiền nạp vào game. Một cái ác tâm huyết của mình như thế này. Trong khi thì hôm nay mình thấy rằng là cái ác tâm huyết của mình đây nó không còn gì cả. Mình muốn gửi lời đến bạn hacker kia rằng là bạn hãy trả lại trang phục, trả lại skin súng cho mình đi. Mình cầu xin bạn, hiện tại thì mình đang rất là khó khăn. Một cái ác tâm huyết của mình, một cái tài khoản của mình đây, mình chơi game đã hơn 2 năm rồi. Mong rằng là bạn sẽ trả lại cho mình nhá, để mình còn có tài khoản, có trang phục này, có skin súng này, để mình còn làm video cho mọi người xem. Mình nghĩ rằng là những cái lời chia sẻ của mình ngày hôm nay thì chắc là cái thằng hacker thì nó cũng chẳng quan tâm đâu anh em ạ. Đơn giản là nó thích thì nó hack thôi anh em ơi. Nó ghét mình thì nó hack thôi. Nhưng mà bạn hacker, bạn hãy hiểu cho mình, hiểu cho những người xem trên kênh của mình, đó là mình đang rất là cần tài khoản, có nhiều trang phục, có skin súng anh em ơi. Thế nên này, làm gì vậy? Bạn có biết là mình đang buồn không hả? Rồi nhá, thanh niên ra đi bằng lựu đạn. Chưa buồn với bạn nhá. Mình chơi game Free Fire thì hôm nay mình buồn. Mình chẳng muốn giết ai cả. Nhưng mà nếu như mà không giết những các bạn này thì các bạn ấy lại giết mình anh em ạ. Cuộc sống mà, ta không giết người thì người cũng giết ta mà thôi anh em. Hôm nay mình rất là buồn luôn. Và các bạn ở đây thì mình nghĩ rằng là các bạn không thể hiểu được nỗi buồn của mình đâu. Nó buồn thật sự luôn. Các bạn cứ tưởng tượng như là một kẻ ác tâm huyết của các bạn đây tự nhiên bị hack cái, và xong rồi chẳng còn gì cả nữa. Nhưng mà anh em xem trên kênh của Kẹo thì các bạn yên tâm nha, đó là Kẹo thì vẫn chăm chỉ làm video cho mọi người xem nhá. Làm gì vậy? Thế nên nào trong này vậy? Chơi game thì không chơi, xong là bắt đầu lại đứng trong này. Mới không hiểu là bạn làm gì trong này nữa. Lúc này thì chỉ còn lại một thanh niên cuối cùng mà thôi anh em ơi. Thật không ngờ là ngày hôm nay thì mình đã tàn sát 13 sinh mạng rồi. Uầy, nỗi buồn của mình ai thấu đây. Hôm nay là một ngày buồn của Kẹo nhá. Và rồi cũng xong anh em ạ. Hôm nay thì chia sẻ với anh em đến đây thôi nhở. Bye bye anh em nhá. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá.